3 mà chúng ta sẽ đánh cái dạng mà nó có cái đập thùng vô các bạn. À, chúng ta đánh cái này là đánh mới đó các bạn. Tôi có đập vô đó. Đổi là ngay cái chỗ có rã nha các bạn. Cái này khó là cái đập đó. Cái lối mới này tôi mới nghĩ ra cái cách. À, đó là điệu samba còn giờ disco. Chúng ta disco thế này. Các bạn thấy là từ trên xuống ra thấy không có đập nè ha. Đánh vào phím này. Đánh phím vô thôi và chúng ta ngắt. Ngắt quan trọng nhất là tay trái nha các bạn. Đánh chậm. Đánh chặt giả vô. Đánh nhanh. Đánh chậm. Khi mà chúng ta đập điều này chứ thôi đập điều xuyên phóc trước. Điều xuyên phóc. Chết đập chết đổi chết đập chết đổi chết đập chết đổi chết. Chúng ta chặt đập vô chứ ta không có chặt ha. Đập phím cho nè. Chặt giả. Tốc độ cho lên cao được. Chết đập chết đập. Đánh nhanh. Đập lại. Đó là điểm score các bạn. Cảm ơn các bạn. Đặt đi.